Titanium. Hả? Thì này có người sóc máy vỏ Titanium mà. Đây là có cái con số rồi. Lâu lắm rồi. Mọi giờ đầu năm con được làm về. Đây là đầu cũ mà đầu xưa càng tốt. Ngày xưa càng tốt. Mình động cái máy cái đời đó. Đi về đi mấy Nhật. Casio mà đo được nhiệt độ nữa ngày kiếm được mấy con Casio mà đo được nhiệt độ nữa cũng cũ đó không biết là em gặp con Seiko lâu lắm rồi. Cơ đúng không? Cái này bắn giờ của thể thao hồi xưa thao, đúng không? Thể thao mọi người thấy là hai bạn không mấy cơ hay không? Bấm thử nó có chạy ta? Gì không? Nó bị khô dầu quá gì? Khô dầu rồi. Nhìn cái bộ máy tinh xảo ghê không? Màu đẹp quá. Này ông bác bên Mỹ cũng chơi đồ cổ cũng tặng luôn. Tặng đây hả? Không, cái này của Heritage Pilot của không quân Mỹ mà. Không, 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 em tặng đây. Cũng hàng không có đi đâu. Quay không? Nó quay không? Để cho anh quay. Cái này là Bulova Bulova Automatic đúng không? Lên dây. Lên dây được. Cái này lên dây được nè. Quay, đừng quay. Không, anh bán mà lên dây bán đồ cổ nhiều, anh quay đồ cho. Quay mà bây giờ chơi hàng nào em cũng có. Cho quay sáng chiều luôn. Ok, nếu bỏ nhiều lên dây Timet. Timet nhà có con rồi về. À hiểu. Không hiểu máy hiệu luôn dở luôn, máy màu vàng bích với màu. Nhưng mà con Timet này có. Nhà có một con Timet, con Citizen rồi. Timet này là của Pháp sản xuất ngay chứ không phải Timet Mỹ nha. Không phải của Mỹ hả? À, mới ghê chứ. Này thì lặn được 25m này. Timet này mặt này hay ha. Em có con Timet trắng mặt tròn. Dạ, anh đi xuống tầm đồng hồ hả? Ừ. Đồng hồ em nhà đây luôn. Em có 1000 mấy cái đồng hồ, anh muốn còn kiểu gì cũng có. Yeah, muốn kiểu gì cũng có, đồng hồ treo tường, đồng hồ điện thoại, đồng hồ chiếc nhẫn, đồng hồ rồi. Cái nó cũng chết loại đồng hồ, em cứ bầm rồi. Yeah. Đam mê. Bữa nào sắp xếp buổi sáng mà không bán em vô em quay thì cho anh thôi. Rồi. Tại em đang làm YouTube. À, rồi, ok. Mà có những chuyên mục về thú vui, thú xanh. Có những cái đồng hồ mà cái như mà mình coi như là không mà biết là làm cái nào để làm không biết làm sao mà làm ra được cái đồng hồ đó không phải mình không biết làm cái cách nào mà để cho nó chạy thì cắm điện vô nó quay xài mấy cái mạch điện nó sẽ qua chế độ điện. Ủa vậy hả? Mà cái đó nó vừa là ngay lai vô có cái hùng của mấy ông lính Mỹ này đưa xài cái hùng bự nha. Dạ. Nó phải nghe qua lai vô rồi. Ồ. Máy này hay quá à. Đây ở đây là mình bán chợ đồ cũ. Dạ đúng rồi. Mà bán đồ bình thường thôi. Đâu có đem mấy cái đồ tiện ra bán được. Dạ đúng rồi. Mình là chân chơi chơi vậy thôi đúng không? Hôm nào có dịp đi, có dịp dạ. Nó bảo quay rồi với đẹp giới thiệu đồng hồ các loại các kiểu các cổ. Ở nhà đây nha. Dạ. Yeah. Đây, ai cần hộp quẹt không? Cứ cầm mấy cái đầu xưa hả? Dạ. Đầu xưa đầy nhà nè, đầu xưa quay không cho quay. Trời ơi, thấy không? Này là của thầy, của thằng Thiếu Quang luôn á. Trời ơi, thôi nè. Trời ơi, mà mọi người đeo con rồng này không? Rồng xưa. Sông rồng. Anh thấy vậy mà biết nó năm bao nhiêu không anh? Không, nó quá rồi. Trời ơi, một cái này rồi. Rồi nhà
dao búa rồi nọ nữa. Con rồng này mà nếu bán là bán bao nhiêu? À, con rồng này bán có 1 triệu luôn, bằng bạc. Bằng bạc hả? Bằng bạc. Dạ. Thấy không? Này là khoảng mấy cây bạc. Cái này chắc thời vua xưa quá. Ừ. Chưa đeo. Anh còn đồ chơi đây nhiều nè. Túi túi thần kỳ nè. Chơi lấy mấy nhắn Mỹ cho anh coi. Mỹ. Nhắn Mỹ phải không? Mỹ dông. Em hả? Anh bán hả? Bán thì em mua mà ở đây à, đồ cũ em mua đồ đồ hư hao rồi nọ. Cứ đồ mới không có tiền mua. Nhà em có bên Mỹ mới cho em một cái nhẫn về mà rộng rồi không đeo nè. Đâu? Trong ta hay ở nhà bên Mỹ cho tặng em về. Mà màu bạc luôn. Màu bạc luôn hả? Ký ngọc màu đỏ. Ừ, ngọc màu đỏ. Cái chung là cái nào cũng được á. Mà máy nhiều ham bán hơn đi ạ. Giống như em á, ở dưới quê một đống điện thoại như vậy nè. Em cái này là hôm trước là em không tìm được cái sạc của nó mới tiếc chứ. Cái này chắc phải sạc là pin. Cái này ca son mới thay của pin. Ở đây vừa bán vừa mua vừa bán luôn. Thì ba cái lên cả. Mấy cái này gần á. Đâu có nhiều máy quá chắc trai có lấy được lấy bán gần cái để cũng trả là không thật mà em có máy có lấy được lấy đưa em chậm Seiko 5970 đồ cổ quá trời. Đây là con NJ hồi xưa. NJ 1. Xưa đi học có ngày chơi game số 1 luôn. Nhiều máy cổ ghê ha. Cái này xưa có lâu lắm rồi. Nhìn lại mấy cái dòng mà điện thoại xưa này lâu lắm rồi. Mấy cái dòng này nè. Wow. Cho quay thoải mái. Dạ.
làm YouTube rồi coi cái này thấy là lạ mà hàng độc. Ta biết thì người ta tới mua. Độc mà cái này mới độc à. Con đó là 67. Mạ vàng. Xài ok hết chứ. Bắt tay là lâu lắm rồi. Con này từ đời năm bao nhiêu chú? Rồi xưa nhà con một đống đồng hồ điện thoại ở bên Mỹ gửi về. Con này còn lên nguồn không ta? Không mà. Wow. Mới luôn đẹp nha, kiếm cái này hiếm à. Con đang chơi con nhưng mà con xài BlackBerry. Đây đang xài con này. Bi lăn này đó. Gọi nhắn tin thoải mái rồi chú. Đây nghe gọi nhắn tin thoải mái. Dạ, ok, nghe gọi nhắn tin thoải mái. Nghe gọi nhắn tin thoải mái. iPhone 2 1 triệu cây. Con cây nó bán 2 triệu. Dạ. Con. Dạ nó cũng có đồng bỏ cho. Dạ. Ờ con kêu con cây 88 3 triệu mà chạy không bán. Trời trời, ông nào ngồi bên đầu. Nó không giống nó đưa coi đâu. Dạ. 88 là 3 triệu nó không bán. Dạ. Ồ. Đây xưa. Dạ dạ đắt kê luôn 13 triệu. Xưa con xài iPhone từ đời 2 xong 3, 4. 4, 5, 5 lên 6. Rồi lên 7. Đúng thời xưa nó khởi động lâu. Không, các bạn thấy con đây là iPhone 3. iPhone 3 năm 2008 ấy là chút. Quay này lên trình dậy lần. À, con lên cái kênh YouTube của con là tên là Cóc Nhà TV. Nó có cái chuyên mục là sưu tầm đồ cổ, đồ xưa cũ á. Ở đồ xưa nhà đi gì đó không anh? Dạ, mấy chú bán đây là chắc đồ xưa nhiều rồi, sưu tầm nhiều cũng ra bán vậy. Con thì con mê đồng hồ nhiều hơn. Là sưu tầm đồng hồ cơ cổ. Đồng hồ xưa cũng bán mấy cái. Tiếp tụi đi, tụi lít nữa lại. Dạ. Tụi lít 2 cái. Cái đồng hồ. Đồng hồ chứ. Đồng lên chai rồi. Tụi lít vậy đó. Đi tôi đi chiếc cái nick gì bên mẹ bán rồi. Lên dây tự động 2 cái. Dạ. Ở đây khi mình mua được bán được. Vâng. Bán rồi. Ở đây cũng có, nó cũng có văn chi chơi này kia mình giao lại cho nó. Có thằng nó chi chơi đồng hồ, chi chơi này chơi kia. Không có xin cái này không gọi được kia đó. Ôi ôi. Giờ cầm lên con iPhone 3 này nhớ lại thời xưa. iPhone 3 rẻ. 2 mắc 3 rẻ.
ta thì còn bao nhiêu chứ? 200 à. Bao nhiêu biết được mấy mốt con ghê ghê? Tầm có chừng 400 trở lại. 400 trở lại. 300 trở lại. Nghe gọi là còn hơi chậm chứ. Cái này chậm nó vô hơi chậm. Chậm lắm cho lên. Các bạn muốn trở về thời tuổi thơ 2007 2008 thì lấy iPhone 7, ấy, iPhone 3. 3G. Các bạn iPhone 3G. Dạ. Yeah. Nói chứ người trẻ mà chơi đồ cổ đồ cũ cũng ít không chứ. Bên truyền hình đó là nhiều khi đọc phim nha. Ờ cây người ta đó hồi đó cũng bán đầu tiên đó, đầu tiên mua được cây đó có một đầy đủ á. Đúng rồi, bán là làm đậu phụ cái đó còn gọi luôn, cái gọi luôn á. Dạ. Dài nha. Không phải. Nhật Tạo ha. Nhớ like và subscribe kênh của mình nhé.